Mochi, món bánh được coi là tinh hoa của ẩm thực Nhật Bản. Bên cạnh cách làm truyền thống, với sự khéo tay, sáng tạo của người thợ làm bánh, mochi ngày càng được biến tấu linh hoạt. Điển hình là món mochi chấm kem sữa, được các bạn trẻ vô cùng yêu thích. Với lớp vỏ dẻo mềm cùng hương vị đặc trưng của lớp bột phủ bên ngoài, chấm cùng sốt kem sữa béo ngậy, khiến ai cũng bị hấp dẫn bởi hương vị món ngon lạ miệng này ngay từ lần đầu tiên. Mochi chấm kem sữa là một cái món ăn mà dạo gần đây rất nhiều các bạn yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Và ngày hôm nay thì mình ăn gì sẽ cùng với bạn Trang, một thợ bánh làm cái món này cũng khá là thuần thục rồi, sẽ hướng dẫn mọi người xem là với cái căn bếp gia đình mình có thể chế biến cái món ăn này tại nhà như thế nào, mình sẽ phải chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào, và không biết là với Trang thì làm cái món bánh này ở nhà thì nó có khó không nhỉ? Mochi là một loại bánh rất là đơn giản và mình có thể làm được tại nhà bằng những nguyên liệu hết sức là cơ bản. Ở đây mình có bột nếp, bột ngô, sữa, bơ và một chút muối. Kem thì mình cũng có những nguyên liệu rất là cơ bản như là phô mai, kem whipping, sữa đặc, bơ và sữa tươi ạ. Mình được biết ý, thì cái món bánh mochi này này thường là cái phần kem nó sẽ ở bên trong bánh đúng không? Tuy nhiên là bây giờ các bạn trẻ thì lại đang chuộng cái kiểu là mochi chấm kem sữa. Thì đối với Trang thì cái món ăn này nó có gì thú vị so với cái bản gốc của nó không? Mochi thì không phải là một loại bánh mới. Tuy nhiên là cái mochi chấm kem sữa thì nó có một đặc điểm hơn, nó là nó chấm với phần sốt kem phô mai và chấm thêm với dừa nướng. Nó trông rất là bắt mắt, khi nhìn vào mình rất là muốn tận hưởng. Đấy là lý do mà nó hot ạ. Tức là cái hương vị nó không chỉ ngon mà cái hình thức của nó cũng hấp dẫn hơn đúng không? Thế bây giờ thì Trang sẽ hướng dẫn Cương cũng như là mọi người xem là mình sẽ làm cái món bánh mochi chấm kem sữa này như thế nào nhá. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho bột nếp là nguyên liệu không thể thiếu của bánh mochi, bột ngô, sữa, khuấy đều cho đến khi bột tan hết hoàn toàn. Sau khi bột tan hết hoàn toàn thì chúng ta sẽ cho tiếp một phần bơ đun chảy vào. Chúng ta phải lọc qua dây để cho bột nó đỡ bị lợn cợn và nó mịn hoàn toàn. Chúng ta đổ ra âu để đem hấp. Đem hấp trong vòng 15 đến 20 phút là chúng ta đã có một mẻ mochi rồi. Kem thì mình sẽ bắt đầu làm như nào đây cha? Kem chúng ta sẽ đánh mềm phô mai với đường và muối, sữa đặc. Sau đấy khi hỗn hợp đấy hòa quyện thì chúng ta sẽ cho tiếp phần whipping cream vào để đánh cho bông lên. Sau khi cho whipping cream thì mình sẽ cho sữa để làm loãng hỗn hợp ra một chút xíu, tạo được cái độ sánh cho kem. Thế nếu mà mình muốn các cái hương vị nó đa dạng hơn, hay là ví dụ mình muốn ăn vị dâu, vị sô-cô-la, vị vani thì mình sẽ cho vào cái thời điểm nào? Cho vào thời điểm sau khi cho sữa. Cho sữa vào, đánh cho hỗn hợp hòa quyện thì là chúng ta có thể dùng ngay kem đấy. Nếu mà để lạnh một chút thì ăn sẽ ngon hơn. Tức là cái kem này mình làm xong là mình có thể thưởng thức được luôn, đúng không? Rất là tươi mới, rất là hay. Bây giờ cái phần bột sau khi mà được Trang nhào ấy, thì trông nó rất là mềm và mịn. Thì bây giờ mình sẽ làm công đoạn gì tiếp theo đây Trang? Khi đã có phần bột mà đã chia và nặn thành hình tròn như này thì chúng ta sẽ đem đi lăn với bột. Ví dụ như là bột cacao, bột trà xanh, bột Oreo là ba loại mà nhà mình hay dùng để lăn bánh ạ. Tức là mình chấm kem sữa nhưng mà cái phần bột này nó cũng phải có cái vị riêng của nó đúng không? Dạ vâng. Sau khi lăn bột xong thì mình sẽ có những thành phẩm như thế này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với Cương là có mochi lăn với cacao chấm với sốt kem trứng, mochi trà xanh chấm với sốt trà xanh, mochi Oreo chấm với sốt phô mai. Ngoài ra thì tất cả các loại bánh mochi này thì mình đều chấm với dừa nướng để tăng thêm hương vị cho bánh. Bánh mochi thì Cương cũng đã được thưởng thức khá là nhiều rồi. Tuy nhiên là bánh mochi mà chấm kem như thế này thì đúng là cái lần đầu. Nhìn cái hình thức bánh mochi thì nó cũng khá quen thuộc thôi. Tuy nhiên là các cái phần sốt kem để chấm bên ngoài làm cho cái món ăn này nó trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Cái sốt kem trứng của Trang làm ấy, nó có cái độ sánh vừa phải, ngậy béo, dễ hòa vào cái vị dai dẻo của bánh mochi, được phủ thêm một chút cái lớp cacao nữa. Ngoài ra dừa khô nướng nó cũng rất là thơm nữa.
Cứ nghĩ là với những ai yêu thích bánh mochi thì nên thử một lần ăn thử bánh mochi chấm kem sữa. Mọi người có thể thưởng thức được nhiều hương vị với cả nhiều các loại sốt kem với nhau rất là hay, như là có thêm vị matcha hay là vị Oreo này. Một lần nữa rất cảm ơn Trang với những cái chia sẻ và cũng như là những cái cách làm bánh mochi chấm kem sữa rất là thú vị ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với quý vị khán giả sau khi xem xong chương trình Mình Ăn Gì ngày hôm nay thì cũng có thể tự làm được những chiếc bánh mochi chấm kem sữa này ở nhà, ở gia đình để cùng thưởng thức với bạn bè cũng như là người thân của mình nhé.